Quý vị và các bạn thân mến, những chùm bóng bay Hero đầy màu sắc như thế này vẫn luôn là các món đồ chơi yêu thích của trẻ em và còn được dùng trong nhiều bữa tiệc trang trí nữa, phải không Xuân Long? Đúng rồi Thanh Huy, tuy nhiên gần đây đã xảy ra một số vụ nổ bóng bay đã khiến nhiều người lo lắng về mức độ an toàn của những thứ đồ chơi tưởng chừng như là vô hại này. Ngày 28 tháng 2, Bệnh viện St. Paul Hà Nội cho biết, chỉ trong vòng 15 ngày, khoa bỏng tại bệnh viện đã tiếp nhận 3 trường hợp bỏng nặng do nổ bóng bay bơm bằng khí Hero. Trường hợp gần nhất là chị DTM, 34 tuổi, trong lúc lấy chùm bóng ra khỏi túi ni lông để trang trí, thì bất ngờ cả chùm bóng bay phát nổ. Chị M bị khí Hero cháy trùm lên mặt, tay, gây bỏng khá rộng. Trường hợp thứ hai là chị MBL, 22 tuổi, trong lúc đang tổ chức tiệc cho công ty, thì 55 quả bóng bay Hero đang cầm trên tay phát nổ, khiến chị bị bỏng nặng. Trước đó, vài ngày tại phố Cửa Đông, Hà Nội, cũng đã xảy ra một vụ nổ trong xe ô tô cực nặng, khiến cửa xe bị biến dạng. Những người ngồi trong xe tóc đều bị cháy xém. Nguyên nhân được xác định là do một quả bóng bay Hero trong xe phát nổ. Bản thân khí Hero á, một mình nó thì nó không nguy hiểm. Nhưng mà nó nguy hiểm là bởi vấn đề mà nó dễ gây ra những cái hiện tượng bất thường cháy nổ hoặc là những cái mà chúng ta khó lường, khó tính toán. Bởi vì bơm bóng bay á thì có ai đâu mà đó áp suất đâu, ta bơm theo một cái thói quen thôi. Bóng bay được bơm bằng khí Hero mới có thể bay lên, nên khi có áp lực lại gặp nguồn nhiệt là có thể gây nổ, gây cháy. Điều đáng lo ngại nhất là vấn đề thẩm mỹ, bởi bóng bay bơm khí Hero phát nổ thường chồm nhẹ, bốc nhanh nhưng lại rơi vào các chỗ hiểm trên người như đầu, mặt, cổ, tai và hai bàn tay. Chuyên gia khuyến cáo bóng bay bơm khí Hero rất nguy hiểm, nhưng người dân lại chủ quan, không nhận thấy mối nguy của nó. Tốt nhất người lớn không nên cho trẻ em chơi loại bóng này, bởi trẻ hiếu động dễ khiến bóng tiếp xúc với các mối hiểm nguy gây phát nổ là cùng nữa. Trong đèn dầu, đi họp đầy đủ hàng quý để nghe phổ biến nghị quyết và quyên góp quỹ giúp nhau phát triển kinh tế. Đến nay, số quỹ đã lên đến gần 60 triệu đồng, có những quỹ còn lên đến 70, 80 triệu.